Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, ở bên Huấn Audio mình có một quả súp hơi 40 ở trong kho mình muốn nuôi ra. Thì đây là quả súp cũ nhá, mình cũng mới sơn lại bên ngoài một chút. Mình sẽ quay tổng thể anh em mình thấy cái độ vỏ có như thế nào. Đây là vỏ của nó. Và bánh xe thì có bánh xe rất chắc chắn, bốn cái ở dưới. Súp hơi thì anh em biết đến rồi, nó chỉ có cái rắc niêu trích kết nối vào để đánh vào loa. Còn anh em mình phải có công suất đẩy để đánh nó. Đây là bản súp rất gấu nhá, rất là gấu. Mình đang quay vòng quanh để anh em mình xem cái lớp vỏ như thế nào. Đây là cái vỏ này cũng rất là lâu rồi. Ở nhà mình đã lâu rồi, mình đã đồ dùng bên kia cũng lâu nữa rồi. Chất lượng rất là tốt, còn rất tốt ở bên trong, rất là tốt, bánh xe nữa. Đấy, mình quay vòng quanh nhá. Và đây là cái cọc anh em thể chống cọc của anh xe. Và chỉ có một cái bát ở đây. Bát này bát xương nhôm. Và từ là từ 220 côn 100. Anh em để ý nhá, cái kẹp từ trên này nó rất là dày, rất là khủng khiếp rồi. Anh em thấy không? Mình quay thực tế để anh em mình thấy nhá. Không có giấu giếm cái gì cả. Kích thước của cái nam châm thì là 22 cm. 220 và côn nó sẽ côn 100, 22 cm. Đây là bát 40 thì cái vỏ anh em thấy kích thước của vỏ này, một chiều này là 53 nhá, chiều một chiều ngang này 53, một chiều ngang 53 và một cái chiều cắm từ đất lên này cả bánh xe đó là 56. Và cái chiều dài nhất của nó rơi vào 69 cm. Anh em thấy nhá, rất là gấu và nặng. Đối với những cái dòng bát gấu như này, một quả bát không đã rơi vào trên 10 cân rồi, nó khoảng tầm mình chưa tháo 10 cân đâu, nhưng thường nó khoảng 11 kg gì đấy. Những dòng từ gấu như này, 220 con 100 và kẹp từ dày như này. Vỏ thì có những nót bông để chống bức xạ âm thanh ở những cái vị trí cơ bản người ta lấy vào. Và đây là tí có một cái miếng gỗ ốp vào nhá, bắt đục rác ở đây. Mình đã tháo ra rồi. Đây là hàng bãi, còn cái của Trung Quốc, cái tem này thì mình cho vào cho nó đẹp thôi. Em bên trong nữa đây, đây. Nó sẽ đánh hai bên, một bên là ô này và một bên ô này. Có nghĩa là cái súp này rất là khổ gớm. Thứ nhất, khi cái bát nó đánh vào thì nó lấy hầm, tiếng hầm súp hầm bên lại, súp bên này hoặc súp hầm nhá, súp bên này. Và khi cái bát nó ngược về ấy, nó lộn về. Nghĩa là bát nó sẽ có một chiều ra và một chiều về. Lúc chiều về thì nó sẽ lấy tiếng, nó lại đánh âm sang bên này, nghĩa là nó sẽ được hai ô trống đã mà thoát sang bên này. Đấy. Đánh vào màn bằng bát thì lấy tiếng trống ở ô này, và khi bát độn về thì lấy ô này. Và giá bán cho một cái này là 3,5 triệu, đã được bao ship rồi anh em nhá. 3,5 triệu một cái như này, bao ship luôn 3,5 triệu. Còn chắc chắn anh em nhá, còn chắc chắn, tất nhiên là có cũ và nó có sần sùi, nhưng còn chắc chắn, rất chắc chắn. Rất chắc chắn anh em, rất chắc chắn. Cái này mà để ship thì cũng mất nhiều tiền. Anh em nào qua cửa hàng thì giá 3,3 triệu nhé. Giá 3,3 triệu. Bánh xe rất chắc chắn này. Bánh xe có cả bi này. Bánh xe loại tốt nhé. Bốn bánh xe. Và có hai khóa. Bánh xe hai khóa. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này.